con đã vào đến Sài Gòn và còn sống. Khi nhắc lại sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thành, Học viện Quốc phòng, thấy mọi điều như vừa mới xảy ra hôm qua. Ông kể, sáng mùng 1 tháng 5 năm 1975, việc đầu tiên là viết thư về cho gia đình. Bức thư mở đầu: "Bố mẹ kính yêu, các em xa nhớ, con đã vào đến Sài Gòn và còn sống." Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống cuối cùng của chế độ Sài Gòn, Đại tướng Dương Văn Minh, đã lên đài phát thanh Sài Gòn đọc bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến 1954-1975. Việt Nam từ đây lại được thống nhất, non sông thu về một mối. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng những ký ức về sự kiện 30 tháng 4 vẫn còn in đậm trong tâm khảm những người đã có mặt vào thời khắc lịch sử ấy. Họ cũng có những tâm tư trăn trở. Việt Cộng rất hiền lành. Năm 1974, chàng hạ sĩ 20 tuổi Nguyễn Xuân Thành được điều động sang đoàn tiền phương của Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng vừa mới thành lập. Ước nguyện ra trận tiền của anh đã thành hiện thực. Trước đó, anh không được ra chiến trường vì lý do sức khỏe. Đoàn tuyển phương này bao gồm các sĩ quan, cán bộ gốc miền Nam. Nhiệm vụ của hạ sĩ Thành và nhóm chiến sĩ đi cùng là phải bảo vệ an toàn cho đoàn công tác này. Chiến thắng đã gần kề và đoàn tiền phương Tổng cục Kỹ thuật có nhiệm vụ vào tiếp quản các căn cứ kỹ thuật của vùng giải phóng. Ngồi trên xe tải chở đoàn tiền phương, trong tay hạ sĩ Thành lúc nào cũng có một khẩu AK-47, 4 băng đạn dắt vào lưng, trên xe còn nhiều hòm đạn, lựu đạn. Xe cắm cờ nửa xanh nửa đỏ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Sáng ngày 30 tháng 4, đoàn tiền phương Tổng cục Kỹ thuật xuất phát sau các đơn vị chiến đấu hướng về Sài Gòn. Tướng Thành kể, suốt dọc đường từ Biên Hòa về tới cầu Sài Gòn, hai bên đường, giày cao cổ, quần áo, mũ sắt và quân trang quân dụng do binh lính chế độ Sài Gòn bỏ lại nhiều vô kể. Dấu vết của các cuộc đụng độ, giao tranh vẫn còn. Lúc đoàn tiền phương đến cầu Sài Gòn thì tình hình giao thông tại đây bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Một số xe tăng của quân giải phóng bị bắn cháy chắn ngang cầu. Hàng ngàn ô tô đang cố gắng lách qua, chạy ra khỏi thành phố. Tướng Thành nhớ lại, lúc ấy đoàn tiền phương phải xuống để ủi xe cộ sang một bên, thuyết phục người dân Sài Gòn nhường đường. Người dân Sài Gòn lần đầu tiên thấy bộ đội Việt Cộng rất ngạc nhiên. Họ nhìn ngó, dò xét. Bộ đội ai cũng lăm lăm khẩu AK-47 trong tay, nhưng không hề nổ một phát súng nào. Người dân Sài Gòn thấy bộ đội Việt Cộng hiền lành, không tàn sát dân thường, không tắm máu như lời tuyên truyền trước đó, họ bắt đầu lưỡng lự, nửa muốn ra đi, nửa muốn ở lại. Sau khi thuyết phục được người dân Sài Gòn giãn ra, đoàn tiền phương tiếp tục tiến về Dinh Độc Lập. Quân với dân và lương khô cơm trắng. Tướng Thành kể tiếp, khi vào tới Dinh Độc Lập, đoàn tiền phương thấy tràn ngập các đơn vị xe tăng, xe tải, xe thiết giáp. Mọi người đang tập trung cười nói tại đó, không biết sẽ đi đâu nữa, vì đây là điểm cuối cùng. Đoàn tiền phương kéo nhau vào Dinh Độc Lập xem tình hình. Một lúc sau, mọi người ra chỗ bãi cỏ gần cổng ngồi. Tướng Thành khi ấy thấy một nửa đầu rồng gắn ở cánh cửa dinh bị văng ra, đang nằm trên đất. Rồi một cô phóng viên nước ngoài đang quay phim chụp ảnh, nhặt nửa chiếc đầu rồng ấy, đút vào túi rết.
tướng Thành quay sang thông báo cho ông phó phòng bảo vệ đoàn kỹ thuật tiền phương, nhưng vị này bảo thôi kệ cô ấy. Các đơn vị khác vẫn tiếp tục kéo vào dinh độc lập, bộ đội tập trung rất đông nên đoàn tiền phương lại ra công viên trước dinh độc lập ngồi. Khoảng 4 giờ chiều, các đơn vị triển khai nấu cơm. Tướng Thành vẫn nhớ, khi đó dân Sài Gòn kéo đến rất đông xem Việt Cộng. Họ muốn xem mặt mũi Việt Cộng ra sao, nấu ăn như thế nào và ăn cái gì. Cơm nấu xong, bộ đội dọn ra ăn. Dân Sài Gòn có người còn xin cơm ăn thử. Có người thấy bộ đội đeo nhiều thứ đằng sau thì hỏi xem có lương khô không, xin một mẩu để ăn cho biết. Bộ đội vui vẻ lấy lương khô mời dân. Có một chi tiết sống động mà đến bây giờ tướng Thành vẫn không thể quên. Đó là hình ảnh những chiếc xe thiết giáp có nhiệm vụ bảo đảm mang theo những sọt lợn, sọt gà để khi dừng chân hành quân thì thịt cho bộ đội ăn. Lúc ăn xong, bữa cơm chiều ở công viên trước dinh độc lập, bộ đội thả lợn ra, đem cơm thừa đổ vào cái phướn to, rồi dùng thìa gõ những chiếc phướn, gọi lợn đến ăn cơm. Dân Sài Gòn thấy rất lạ và rất phấn khích. Những con lợn này đã quen với việc hành quân, nên khi được thả ra, chúng cứ quanh quẩn ở đó với bộ đội, không đi đâu cả. Đến sẩm tối, mọi người tìm chỗ để mắc võng la liệt. Tuy nhiên, chẳng ai ngủ được, phần vì đây là đêm đầu tiên ở Sài Gòn, phần vì cả ngày đã hành quân căng thẳng. Bầu trời đêm đỏ rực. Khi mọi người vẫn đang cố tìm giấc ngủ, thì một cô tự vệ biệt động thành, đội mũ tai bèo, khoác khẩu AK chéo lưng, đi xe máy đến và cầm loa gọi. Đơn vị tiền phương tổng cục kỹ thuật ở đâu? Đoàn tiền phương giơ tay và đáp lại. Nữ chiến sĩ biệt động thành đến và nói: các đồng chí không đóng quân ở đây được, phải vào bộ tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa. Đoàn tiền phương lại nổ máy và đi theo nữ chiến sĩ. Nhiệm vụ của đội tiền phương tổng cục kỹ thuật lần này là tiếp quản chiếc máy tính nhãn hiệu IBM mà bộ tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa đang sử dụng, vì đây là phương tiện rất quan trọng. Các cán bộ của đoàn tiền phương tổng cục kỹ thuật từ trước được đào tạo bằng máy tính của Liên Xô nên không biết phải vận hành sử dụng chiếc máy tính IBM thế nào, trong khi những nhân viên của bộ tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa đã chạy trốn hết. Đêm 30, cả đoàn tiền phương không dám ngủ trong các ngôi nhà vì sợ hầm ngầm bên dưới và cũng không biết lực lượng còn lại của quân đội Sài Gòn thế nào. Không ai thông báo về tình hình lực lượng quân đội Sài Gòn. Đoàn tiền phương phải đóng quân ra những chỗ trống, kéo điện ra ngoài để quan sát. Đêm đó không ai ngủ được vì đó là đêm mới giải phóng. Đạn bắn lên trời như mưa vì người dân nhặt được nhiều súng AR-15 của quân đội Sài Gòn. Chưa bao giờ họ được bắn nên họ bắn lên trời. Thậm chí họ còn nhặt được cả Đại Liên cũng mang ra bắn. Mỗi băng đạn của Đại Liên có mấy chục viên và một viên dẫn đường. Khi viên dẫn đường được bắn lên, ánh sáng của nó phát ra đỏ lừ một khoảng trời. Pháo sáng cũng được bắn lên như chào mừng một giai đoạn mới. Cả đoàn tiền phương nằm ở bộ tổng tham mưu và vẫn phải đội mũ cối để tránh đầu đạn rơi xuống. Tất cả mọi người đều có một cảm giác rất lạ. Sáng hôm sau, việc đầu tiên tướng Thành làm là viết thư về cho bố mẹ. Bức thư mở đầu: Sài Gòn, ngày 1 tháng 5 năm 1975. Bố mẹ kính yêu, các em xa nhớ. Con đã vào đến Sài Gòn rồi và vẫn còn sống. Hồi đó, bất cứ thư nào của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đem ra trạm quân bưu ở nhà thờ Đức Bà gửi về miền Bắc là được chuyển bằng cầu hàng không giữa Tân Sơn Nhất và Gia Lâm. Các loại máy bay C-130 AN hoạt động rất nhộn nhịp và thư của bộ đội được ưu tiên chuyển nhanh nhất. Những ngày sau đó,
mọi hoạt động của Sài Gòn vẫn diễn ra bình thường. Bộ đội từng tốp đi ra chợ Bến Thành mua đồ, gặp gỡ người dân, thăm thú các nơi. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.